y, thân nhiệt không còn là 37 độ C nữa. Trong hơn một thế kỷ, chúng ta đã lấy mốc 37 độ C hay 98,6 độ F làm con số đánh dấu cho sức khỏe của con người. Bạn biết đó là một thân nhiệt của người bình thường khỏe mạnh. Trên 37 độ C nghĩa là cơ thể bạn đang sốt và dưới 37 độ C nghĩa là thân nhiệt của bạn đang hạ, có thể xuống tới mức nguy hiểm tính mạng. Nhưng Julie Pasonet, một nhà nghiên cứu y tế tại Đại học Stanford, Mỹ cho biết, thân nhiệt của chúng ta không giống như cách mọi người đang nghĩ. Con số 37 độ C đã được bác sĩ người Đức các Reinhold August Gunderlich đưa ra từ năm 1851. Khi đó, với một chiếc nhiệt kế dài 22 cm của mình, Gunderlich đã thực hiện hàng triệu phép đo thân nhiệt trên hàng chục ngàn bệnh nhân để lấy ra con số trung bình. Thiết bị hiện đại nhất của Gunderlich vào thời điểm đó đến nay đã trở thành lạc hậu. Tiến sĩ Philip Markowiak, một giáo sư y khoa tại Đại học Y khoa Maryland đã phát hiện, những chiếc nhiệt kế của 100 năm trước có thể có sai số trong phạm vi 1,5 độ C so với những nhiệt kế hiện tại. Vì vậy, ông và các đồng nghiệp của mình đã làm một nghiên cứu để khảo sát lại thân nhiệt con người. Giáo sư Marco Guiac nhận thấy thân nhiệt của tất cả chúng ta đều dao động tăng giảm trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chứ không hề cố định ở một con số duy nhất. Và những người phụ nữ thường có thân nhiệt cao hơn nam giới. Nhiệt độ trung bình của cơ thể phụ nữ là 98,4 độ F, 36,89 độ C, so với 98,1 độ F, 36,72 độ C của nam giới. Cả hai đều thấp hơn mức 98,6 độ F, 37 độ C của Gundelich.